sáng tôi kho được một cái tổ mắm kho quẹt này các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa? Đó, bây giờ mình hâm nóng nó lại. Mình mở bếp lên mình hâm nóng nó lại. Trong khi chờ đợi thì tôi đi ra ngoài vườn ha, cắt một ít rau củ quả ngoài vườn á, vô luộc chấm với mắm kho quẹt ăn cơm tối ngày hôm nay. Ngoài góc đằng kia tôi thấy có mấy cái trái đậu bắp nè. Thì bây giờ tôi sẽ ra tôi cắt nó luôn. Cắt mấy trái đậu bắp trước ha. Đậu bắp luộc lên chấm mắm kho quẹt cũng ngon lắm các bạn. Đây. Đậu bắp nè. Non non ha. Trái đậu bắp còn nhìn non non mơn mởn ha. Đó, đang ra bông này, nhiều lắm các bạn. Để tôi thử lấy tay bẻ ra. Dễ bẻ nè. Rồi. Cái này. Đó, được hai trái. Cái còn trái nào không? Mấy trái này còn hơi nhỏ đó. Nên nè, còn hơi nhỏ. Thôi mình để lại đi, chắc cỡ hai bữa đây ha. Đó, nè, trái này cũng được nè. Thái trái này luôn. Đây. Mấy trái nhỏ nhỏ như vậy luộc lên ăn ngon các bạn. Cái này là đậu bắp nó bị nhỏ đó. Chứ nó không phải là mình ra mình gom được 5 trái. 5 trái luộc lên đủ ăn nè các bạn. Giờ tôi gom thêm mấy cái đậu que nữa. Đậu que này luộc ăn ngon lắm. Đây. Đậu que này luộc ăn ngon lắm các bạn. Nó non lắm. Nó non, nó ngọt lắm. Đó. Thu hoạch mỗi ngày luôn các bạn. Đậu que đó. Đây, 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 đây. Cái này lớn chứ hơn trái lắm. Hồi sáng thư cũng mới luộc cái mớ đậu que hôm bữa trước thì bếp Thành thu hoạch đó, đem đi làm ăn, ăn hết rồi thì mình làm, mình luộc cái mới 2-3 bữa là nó già thôi à, cho nên là có là mình cứ thu hoạch, không có để cho nó già. Mấy trái này cũng được rồi các bạn. Đây nè, cái trái này cũng lớn lắm rồi nè. Nó dài. Wow, trái này to chưa? Thôi mình gom sơ sơ bao nhiêu đây thôi. Rồi tôi đi qua tôi cắt một trái bầu non nữa ha. Cắt một trái bầu non nữa là mình chấm mắm kho quẹt đủ luôn đó các bạn. Đây các bạn ơi. Cái bầu này hôm trước Thư với Kiwi đi ra thu hoạch á, nó còn nhỏ tí ti á các bạn, mà mới có bữa trước Thư thu hoạch là thứ bảy, hôm nay mới có thứ năm mà đó, chưa tới 5 ngày nữa, mới có 4 ngày thôi mà nó đã già rồi các bạn, đã thu hoạch được rồi nè. Đó, cái trái này nè nó còn già hơn nữa đó. Cái trái này là lúc mà Thư kéo nó xuống trên vàng đó, Thư nói là do ong bướm nó thụ phấn á, Thư không có thấy á, cho nên nó bị cong á, nằm trên vàng á. Đó, mà bữa nay nó to như vậy luôn nè. Thôi, lỡ là thôi mình thu hoạch luôn. Tự vì chủ yếu là Thư ra Thư ngắt mấy cái đọt bầu thôi. Mà thấy bầu được là thôi Thư gom luôn. Tí nữa Thư cắt một nửa trái ra Thư luộc luôn ha. Mình Thành thì anh thích ăn bầu luộc chấm mắm kho quẹt á. Thôi mình đi vô nhà đi. Đậu ve các bạn. Cho đậu ve vô trước. Tại vì đậu ve nó lâu chín á. Ăn cái trái ớt nhỏ kia được không? À, anh không để giống hả?
anh không để giống hả? Nhưng mà cái trái đó nó khô từ nào phải không? Với lại ăn được nữa. Màu bí hả? Đọc mướp. Đọc bí ăn được không ta? Đọc bí đỏ ăn được ha anh ha? Đọc bí xanh thì không có ăn được, nó nhát các bạn. Là đọc màu là ăn ngon nè. Lớp cái màu này đen luôn. Ui yeah. Sôi lại nhìn hấp dẫn chưa? Này thì cho thêm một ít tiêu ha. Bỏ mấy cái ớt luôn đó các bạn. Ớt cay quá ngon. Dạ, hấp dẫn không con? Dạ. Yeah. Rồi, bưng nó đen luôn ha. Cay quá tôi ăn. Ăn luôn vào trong cái tổ này đi, nhìn cho nó hấp dẫn. Đây coi này. Wow. Có ai bị kích thích cái món này không ta? Cơm Thư Bên Thành sẽ ăn cơm rau củ quả luộc chấm mắm kho quẹt thôi các bạn, không có món gì khác hết. Tráng miệng với lại nho. Ăn cái này heo cơm lắm luôn đó các bạn. Thành là ăn chắc phải 4-5 chén. Bảo chào ông bà cô chú đi con. Chào bà cô chú. Vợ chồng Thư mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm tối nhé, ăn cơm quê với gia đình nhà Thư nha. Với hai vợ chồng thôi. Thư ha. Cả nhà ăn cơm thôi. Hôm nay hai đứa nhỏ nó đang ăn burger rồi các bạn. Chỉ có hai vợ chồng mình ăn cái món này thôi. Món này hồi Thư nhớ hồi gia đình Thư về Việt Nam chơi á, đi ra nhà hàng ăn món này chứ cũng mắc tiền lắm ạ. Kho quẹt thời nay có thịt có tôm, chứ kho quẹt thời ngày xưa là chỉ có nước mắm với lại đường không. Muối là bột ngọt. Muối là bột ngọt. Quẹt trên nó bánh nó chỉ bám cái lớp mỏng bèn là cái nồi đất thôi. Cũng là cái bạn lấy cái một cái thìa cào. Phải không các bạn? Phải không cô chú anh chị? Thành anh nói vậy mà Thư cũng chưa có được ăn mắm kho quẹt ngày xưa, Thư cũng không biết nữa. Thư chỉ biết mắm kho quẹt thời bây giờ, hay là nó có tôm khô nè, rồi có thịt ba chỉ nè, thịt ba rọi á. Mấy mắm thời ngày xưa chỉ có muối với này không có đường đâu mà nó cũng ngon. Cái bầu chấm ngon luôn các bạn. Bầu nó ngọt thì là ngọt luôn anh ha. Cái bầu á, tươi nó non ngọt kìa. Anh Thành anh khoái cái đậu này luộc. Bữa giờ Thư bứt vô bữa giờ Thư bứt vô cái nào á là hết cái đó. Thư quên nãy giờ Thư chưa thử cái món đậu luộc. Mới hái ngoài cây vô ăn thôi chứ ngọt khỏi nói rồi. Ngọt lắm các bạn.
mùi là đó. Tôi thích cái bầu trắng nhất đó các bạn. Trong cái quán, bầu nó thì là ngọt luôn á. Trong quán nhân nhà hàng người ta cũng không một bầu bầu đó, người ta một cái dài, mặt nó nhỏ cái dài. Này em làm nhỏ nhỏ cho dễ gấp nè. Hay nhỏ hơn nhưng mà nó dài. Gạt miếng nước gạt. Ăn cái món này vô á, uống nước đã luôn các bạn. Uống nước đá. Mắm kho quẹt mà nó mặn á. Ui chị thấy nóng. Tối khuya ăn. Tối khuya mà còn cho ăn cái món này nó chết người anh ha. Nho này tôi mua có đồng đồng chín sen một thao rồi các bạn, rẻ. Đồng chín chín hả? Hay bao nhiêu? Chín chín sen. Đồng chín chín đâu đẹp đâu. Nhưng mà nho organic đó các bạn, chứ không phải nho thường. Biết mà mốt nho của mình ra ra được trái gì vậy em ta? Nho đỏ hả? Nho đỏ này hay nho đen? Một loại như em, một loại đen. Đỏ với đen luôn. Hai loại. Này organic có nghĩa là người ta không có bỏ nhiều hóa chất đó các bạn. Thì nó giống như là nho ở nhà mình trồng nè.